công luôn có đi ra. Đây là con còi luôn chơi, có một cái khác chơi luôn. Cái lớp lông bên trong của thằng này là lớp lông màu húc. Đây là nhìn nó có hơi có ánh đỏ đó. Lớp lông đệm của nó, lớp lông màu húc. Cái mắt rằng của nó hơi khó đấy. Đấy, giữ chặt chưa? Còi đấy nhưng mà giữ chặt lắm. Gọi ra ngồi xuống sao vứt cho nó đi. Ra kia cơ, ra kia. Giờ ta ra đây để quay thì chúng mày lại phi ra đây là sao? Tức là chúng nó muốn phi gần ở đấy để chúng nó vào chuồng đến giờ cho nó ăn. Kiểu như quấn ấy. Đấy, người quấn ra chứ. Đấy, cắn sáng. Tụi cắn chân. Con bị gì nó cắn chân. Con nào cắn là phải nhắc nó ngay lập tức, chứ còn nếu mà sau đấy nhắc thì không có tác dụng gì. Thì không cần nhắc nữa. Đó. Hôm nay thì nhìn nó lộ nét hơn một chút rồi, nhưng mà vẫn chưa đến cái lúc để mà có thể chọn chó được. Đó, để mọi người nhìn cái chất lông của chúng nó. Bây giờ là đến chuẩn bị đến giờ ăn, sát giờ ăn của chúng nó rồi. Nhìn bụng nó hóp. Đó. Chơi là nó gọi là trong người nó dồi dào sức khỏe, nó có lực ở trong người nên là nó chơi điên cuồng luôn. Rồi vứt cả cái mảng ấy xuống cho nó giành nhau lại để mà con nhấc được ngay rồi, xem thằng kia nhấc được bao lâu. Chạy lon ton có giữ được không đấy, lại chơi xấu, lại chơi cắn vào chân nhau đấy, lại bắt đầu chơi xấu chơi cắn vào chân nhau. Một thằng đang ngồi ở sát ngay đây để có cái lá thà sát ra đây rồi, rằng được là ông phải phi vào cái chỗ an toàn để ông chơi. Đánh võng, rằng được cái lá rồi là đồ chơi là đánh võng. Thôi thả luôn xuống cho nó rằng nhá, không phải nhử nữa. Bất kỳ là đồ gì, đội quân đi xé lá chuối thôi. Mỗi con một tàu rồi mà vẫn còn phi nhau va vào chân máy ảnh rập rầm. Va vào chân máy quay rầm rầm. Ok, hôm nay quay tí để cho mọi người theo dõi cái đàn chó 6 con này, chứ không lại lâu quá không có video. Còn chắc là khoảng tầm 1 tuần 10 ngày nữa thì sẽ có cái video để chọn chó. Tầm này là cái tầm lớn nhanh của chúng nó, 1 tuần sau, 10 ngày sau là nhìn nó to hơn một chút rồi. Bởi vì tầm này mỗi 1 tuần nó phải tăng gần 1 cân. Mỗi 1 tuần nó tăng khoảng tầm 8 lạng đến 1 cân. Là nhìn chúng nó sẽ to hơn đấy. À, tự cầm cái cân ra đây nhấc thử xem là bao nhiêu cân. Nhấc hai con to lên để cân đi. Để nhìn xem bao. Nhấc hai con đi, nhấc hai con là nó ra cân của hai con thì nó càng chính xác hơn. Không cần phải cân một con làm gì cả. Bao nhiêu cân? 60 giò. Mấy đứa ra đây nào, 60 giò. 60 giò. Thả cho nó xuống xem nào. 49. 49 à, tức là 5 cân rưỡi một con. Hơn thì nhấc một con, nhấc con còi thôi cũng được. Nào, tránh đây. Năm hai hơn tí. Coi như là 3 cân rưỡi. 52 là 3 cân. Ừ, coi như là 3 cân rưỡi. Còn mấy con kia là 5 cân rưỡi. Nhấc hai con cái này.
đấy là con đực. Chọn con cái thử nhấc thử con cái xem nào. Khả năng vừa rồi là nhấc hai con đực. Còn lại hai con cái đấy. Ba đực ba cái mà. Hai con cái thì 58. Sổ. Hai con cái là 58 á, 58. 58 hơn tí là 49, cái 58 là 9 cân rưỡi à? Chạy luôn. Thôi nhắc nó vào luôn. Đây như vậy là hôm nay cân thử là cái con đực ấy là nó là khoảng 5 cân rưỡi một con. Còn cái con cái thì nó khoảng tầm hơn 9 cân hai con thì nó có lẽ nó khoảng tầm 4 cân 7 một con. Còn cái con quài nhất, con cái quài nhất đấy là nó là khoảng tầm 3 cân rưỡi. Đó, để cho mọi người tiện theo dõi cái đàn chó này. Đàn này thì nó chưa đến cái đợt tiêm vaccine mũi 2. Thì sau khi mà mình tiêm vaccine mũi 2 xong thì mình sẽ có cái video quay thật kỹ giúp nó, để cho những cái người mà đang chờ cho con rồi thì lúc ấy sẽ chọn chó, và chọn chó là mua được luôn, chứ không phải là không chờ đợi nữa. Mà ở trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ ấy, nó là với cái con cho con ở trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ ấy, là cái giai đoạn mà tiêm mũi 1 rồi nhưng mà chưa đến ngày tiêm mũi 2, thì nó là cái giai đoạn nguy hiểm nhất ở trong cái giai đoạn trong quá trình nuôi của con cho con dưới 2 tháng. Thì cái giai đoạn này nó là cái giai đoạn mà cái rủi ro bệnh nó cao nhất. Thành ra là như trước đây ấy, là trại cũng nhớ mất mấy đàn của mọi người là chó nó mất rơi rụng ở trong cái giai đoạn này. Thành ra là bây giờ mình sẽ không có bán sớm, không có đăng sớm, không có nhận cọc, không có gì cả. Mà mọi người sẽ chờ đến khi nào mà cho con vào mũi 2 xong, tức là cái độ khi mà con cho con vào mũi 2 xong là cái độ an toàn của nó tăng lên rất là nhiều. Thì lúc ấy là mình sẽ quay video kỹ từng con để mà cho mọi người chọn chó. Và khi mà tiêm mũi 2 xong khoảng tầm 2 ngày 3 ngày thì lúc đấy mình quay video lên là mọi người chọn chó, là mọi người có thể đoán chó luôn được. Sau khi mà tiêm vaccine mũi 2 khoảng tầm 4 ngày trở ra là lúc đấy có thể đoán chó được rồi. 4 ngày, 5 ngày gì đấy là đoán chó được. Thì tiêm sau 2-3 ngày thì mình sẽ quay video. Lúc đấy là mọi người chọn chó là có thể coi như là chỉ chờ thêm 1, 2 hoặc 3 ngày nữa là mọi người đoán chó được. Ok. Thì mọi người quan tâm đến cái đàn rốt 6 con này ở mức giá rẻ này thì mọi người cùng chờ nhá, cùng theo dõi, cùng chờ. Còn ngoài ra ấy, thì đợt này ấy, trại còn một cái đàn nữa là cái đàn mà nó còn có 3 con cái. Và một cái đàn nữa là cái đàn có 8 con. Và siro nữa, siro thì sắp đẻ. Những cái đàn sắp đẻ này là có siro sắp đẻ này. Và con sakuza sắp đẻ là hai cái đàn sắp đẻ. Còn những cái đàn đẻ rồi đó là còn một cái đàn 3 con này chưa có video này. Và một cái đàn 8 con. Còn hai cái đàn sắp đẻ là siro chỉ trong vòng 1 tuần nữa là sẽ đẻ. Và con sakuza thì cũng đẻ sau siro khoảng 2-3 ngày thôi. Thì mọi người có thể chờ hai cái đàn ấy nữa. Nếu mà những cái bạn mà muốn nuôi con chó ở trong khoảng bây giờ là tháng 4, coi như là đến đầu tháng 5 nó đẻ đi. Cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì cuối tháng 6 đầu tháng 7, mọi người mà muốn bắt cái con chó ở trong cái khoảng đầu tháng 7 thì mọi người sẽ chờ hai cái đàn sắp đẻ. Còn mọi người mà muốn bắt cái con chó ở trong khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì mọi người sẽ chờ cái đàn 8 con.